À, xin chào quý vị đã đến với chương trình trực diện TV. Thì báo chí ở trong nước vừa đăng tin là thấy ngày hôm qua là ngày 6 tháng 7 năm 2020 đó, có tòa án dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử 3 người, thì trong đó có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ, với một cái tội danh gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Với cái việc mà cáo buộc nói rằng 3 người này đó tham gia vào cái tổ chức mà ở phía Việt Nam định nghĩa là phản động, đó là cái tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cái tổ chức mà chúng ta thường hay gọi là tổ chức của ông Đặng Quân. Thì cái việc mà Bộ Công an của Việt Nam đã từng đưa cái tổ chức này vào cái danh sách là tổ chức khủng bố, do đó là những cái thành phần hay là những cái cá nhân nào mà tham gia vào cái việc mà gia nhập vào cái tổ chức đó đó thì cũng có thể là đều bị bắt và đều bị xét xử về các cái tội hình sự rất là nghiêm trọng. Thì thời gian khoảng chừng 2 năm vừa rồi chúng ta thấy là cũng đã có nhiều cái vụ án liên quan đến cái tổ chức này. Nhất là trong cái trường hợp mà nổi cộm là ông Vương Văn Thả, thì có lẽ là tất cả chúng ta đều biết hết. Đã có một cái sự phản ứng rất là kịch liệt khi mà làm cho cái tình trạng ở địa phương á phải có cái sự mà tiếp cận với ông ta rất là khó khăn, và sau đó thì cái vụ việc cũng đã được giải quyết và cũng có một cái bản án. Thì cái tổ chức mà gọi là 3 cái người này đó thì đa phần là những người lớn tuổi hết, thì trong đó có ông Đặng Hoàng Toàn, Đặng Toàn Trung. Thì ông Đặng Toàn Trung thì được cho là đã 67 tuổi rồi, không phải là còn nhỏ nữa, và 68 tuổi, là quê ở Bạc Liêu, và ông ta thì bị tuyên án là 7 năm tù. Còn cái bà Trần Thị Ánh Hoa 57 tuổi là quê ở Đà Nẵng và bị 6 năm tù, và ông Đặng Quang Khánh thì 56 tuổi, quê ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị tuyên án 6 năm tù. Thì theo cáo trạng của cái Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thì nói rằng cái việc mà 3 người này đó là chủ yếu là chỉ có những cái hành vi là tham gia vào cái tổ chức thôi, và việc mà tham gia vào các tổ chức á nó cũng đã là đủ cái yếu tố gọi là cấu thành cho cái tội phạm này, và ở phía tòa án của tỉnh Lâm Đồng đã đem ra xét xử và tuyên án như thế. Thì ở trong cái bản án đã cáo buộc rằng ở cái chính phủ mà quốc gia Việt Nam lâm thời trong cái thời gian gần đây đã lợi dụng vào các cái mạng internet để mà ra sức tuyên truyền theo kiểu mà lôi kéo dụ dỗ, đặc biệt là giống như lừa phỉnh người dân đó để mà tham gia vào các việc mà trưng cầu dân ý, rồi bầu cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và qua đó cũng như là muốn xác định cái nhân thân của người ta, rồi muốn xác định là mở rộng cái kiểu đảng viên hay là cái kiểu mà những người ủng hộ đó hay là những người mà tham gia vào cái tổ chức. Và những người mà họ thiếu hiểu biết hay thiếu những cái thông tin chính thống, cho nên là rất là dễ bị mà lôi kéo theo cái gia nhập vào các tổ chức này. Và ở phía Việt Nam thì xác định là với những cái ngôn từ như thế, cái cách thức mà người ta nhận định về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân là nó có cái sự dụ dỗ hay là lôi kéo, thậm chí là đưa ra những cái lời mà dụ dỗ về vấn đề vật chất nữa, như là hứa tặng nhà, tặng tiền hay là tặng các cái vật chất gì khác. Thì cái hành vi cụ thể của ông Đặng Tròn Trung á, thì cái người mà đàn ông mà lớn tuổi nhất trong 3 người này, làm ông Trung á thì đã từng là cái binh lính của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, tức là đã từng tham gia vào cái quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cáo trạng không có nói là hồi xưa là làm cái chức vụ gì. Và gần đây thì ông Đặng Toàn Trung này thì có thường xuyên tham gia vào các cái mạng xã hội, như là lên internet hoặc là đọc những cái bài viết hay là livestream hay là xem những cái video clip ở trên những cái trang YouTube hay là cái trên Facebook á, rồi có những cái nội dung mà truyền bá về cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, theo cái kiểu là xác định ông Trung là đi tìm hiểu về cái tổ chức này và tìm hiểu rất đọc rất là nhiều các thông tin liên quan đến Đào Minh Quân. Và cụ thể là tháng 2 năm 2017 thì Trung vào cái trang web của cái tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để mà tìm cái mẫu là đơn xin tình nguyện tham gia Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và thứ hai là tìm luôn cái sơ yếu lý lịch, rồi cái mục đích tham gia tổ chức, vân vân vân.
và điền các cái thông tin cá nhân của mình rồi gửi đi. Rồi sau đó đó thì Đại Trung được cái tổ chức á, là công nhận là thành viên, tức là lên cái trang web đó rồi điền những cái thông tin, rồi đưa những cái gửi cái đó đi. Rồi sau đó đó thì đã được cái tổ chức đó người ta trả lời và người ta đã công nhận rồi, giống như là kiểu một xét đơn gì đó. Thì sau đó thì cũng được cấp cái bí số là AI93 để tham gia vào họp phòng kín là FCC với các cái thành viên của tổ chức này. Tức nghĩa là phải cấp một cái mã số riêng để cho giống như các thành viên mà đi vô sâu hơn đó, để được họp với những người khác. Và để thể hiện cái sự ủng hộ đối với tổ chức này thì ông Đặng Toàn Trung này đó đã tự làm ba cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nhằm mục đích chào đón Đào Minh Huân khi về nước để giải thể chế độ Cộng sản. Thì đó là theo cái cáo buộc của phía bên tòa án. Và ông Trung đã vận động và lấy thông tin của khoảng 100 người, tức là còn giúp cho cái tổ chức của ông Đào Minh Quân kiếm thêm 100 người nữa. Tức là ông ta lấy thêm cái thông tin đó của những người khác á, là khoảng 100 người. Với nhiều thành phần khác nhau ở trong xã hội. Nhưng mà không biết là những thành phần khác nhau như thế nào, ví dụ bác sĩ, kỹ sư hay là những cái người trong cái giới nào, để thực hiện các cái việc gọi là trưng cầu dân ý và tuyên truyền hay là lôi kéo nhiều người khác để tham gia vào các cái tổ chức mà bằng cái việc là đưa ra những cái thông tin và những cái luận điệu xuyên tạc và lừa phỉnh về việc tổ chức này á, là được Liên Hợp Quốc muốn thông qua cái chính phủ Việt Nam cái chính phủ của quốc gia Việt Nam lâm thời, và thực hiện 18 dự án tái thiết đất nước, tức là ông ta đi rao giảng cho những cái người khác nữa về cái việc mà cái tổ chức của ông Đào Minh Quân đã được quốc tế hóa hoặc là được nhiều nước ủng hộ, được Liên Hợp Quốc công nhận này, hoặc là thông qua gì các thứ này kia nọ, rồi còn phải đưa ra các cái dự án để mà tái thiết đất nước, làm cái gì trước làm cái gì sau, theo cái kiểu là trình bày rất là chi tiết, trình bày đó rất là rõ ràng để mà giới thiệu cho những cái người khác hòng muốn lôi kéo họ đi vào các tổ chức của Đào Minh Quân. Thế với kiểu là giới thiệu cảm tình viên hay là giới thiệu một cái những cái người nhân sự đó cho cái việc mà mở rộng thêm cái dự án, theo mở rộng thêm các cái thành viên của cái tổ chức ông Đào Minh Quân. Còn riêng đối với bà Trần Thị Ánh Hoa đó thì thông qua ông Trung vận động, tức là ông Trung cũng là cái người mà giới thiệu bà Hoa và cũng như là vận động bà Hoa, thì sau đó bà Hoa cũng đã tìm hiểu và nhận thức được về cái cương lĩnh của cái tổ chức ông Đào Minh Quân và đường lối tôn chỉ mục đích, hay là nói chung là những cái điều kiện của phía bên tổ chức ông Đào Minh Quân, và mong muốn là bà Hoa còn mong muốn là ông Đào Minh Quân là sớm về nước để mà thực hiện cái khẩu hiệu là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam để lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Bà Hoa cũng tin và ủng hộ những cái luận điệu xuyên tạc lừa phỉnh của cái tổ chức này. Thì đó là theo cái nhận định của cáo trạng, của cái nhận định của các bản án. Thì cái tổ chức này đó là đưa ra những cái luận điệu gì, và bà Hoa cũng tin tưởng, bà Hoa nói là cái tổ chức có thể làm được, và có lẽ là vì có những cái bất mãn gì đó đối với chế độ, cho nên bà Hoa có một sự thù hằn, do đó bà Hoa cũng mong muốn rằng cái tổ chức của Đào Anh Quân sớm về lại để mà lấy lại đất tổ, giải thể chế độ Cộng sản này kia cái đó các thứ. Cho nên là chính vì cái mục đích này á, mà ở phía bên tòa án nhận định là bà ta có một cái tội phạm á, nó dính liền với cái điều gọi là nằm ở trong cái chương gọi là xâm phạm các vấn đề về an ninh quốc gia. Và hồi tháng 10 năm 2018 thì bà Hoa đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập và gửi sơ yếu lý lịch cho cái tổ chức. Sau đó thì cũng được cấp một con số ID, tức là một cái số chứng minh đó, và mang số là 100, và cũng có một cái bí số thành viên riêng nữa để mà tham gia vào cái cuộc họp gọi là họp phòng kín, phòng FCC đó, cái phòng mà muốn đi vô cái phòng đó phải có cái bí số này, và cái bí số của bà ta mang là AI 78, còn ông Trung là AI 93, và bà Hoa được cho rằng đã tham gia vào khoảng 20 lần có các cuộc họp như thế. Có lẽ là
cái phòng họp gọi là FCC đó, không biết là nói về cái chuyện gì, bàn những cái chuyện gì, nhưng mà đã xác định rằng bà ta rất tích cực trong cái việc hoạt động tuyên truyền, lôi kéo và thu thập các cái thông tin cá nhân của người khác để mà thực hiện các cái việc mà trưng cầu dân ý với một số người dân. Thì cụ thể đó thì bà Hoa này là một lao công nằm trong cái bệnh viện của tỉnh Lâm Đồng, bệnh viện gọi là bệnh viện đa khoa của tỉnh Lâm Đồng. Thì bà Hoa đã tự ý mà thu thập trái phép các cái thông tin cá nhân của rất là nhiều người, nhất là những người mà họ đến là khám bệnh rồi họ chữa bệnh, hoặc là trong các cái phiếu gọi là xét nghiệm, hay là các cái phiếu gọi là chụp MRI, hoặc là các cái phiếu gọi là kết quả siêu âm, các cái giấy tờ mà của những cái người mà bệnh nhân hay là những người đi khám bệnh đó. Thì bà Hoa biết được những cái tên tuổi, những cái danh sách đó. Thì bà ta lấy những cái danh sách đó và phù phép nó theo cái kiểu là báo cáo với cái tổ chức ông Đào Minh Quân là thành như là một cái những cái người này họ trưng cầu dân ý là họ đồng ý bầu cho ông Đào Minh Quân làm là tổng thống của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Và ngoài ra đó thì ông Trung còn có tuyên truyền và vận động ông Đặng Quang Khánh, tức là cái người mà nằm trong cái vụ án này, chúng ta thấy là tại phiên tòa có ba người đó, thì cái ông Đặng Quang Khánh là cái người mà 62 tuổi. Thì ông Đặng Quang Khánh cùng tham gia vào tổ chức này hồi năm 2017, và Khánh cũng làm cái cách cũng tương tự thôi, đổi ông tổ chức Đào Minh Quân đâu có ở bên Việt Nam, chủ yếu là ở bên Mỹ, và ông Đào Minh Quân chỉ có một cái trang web thôi. Thì bao nhiêu người là cứ gia nhập vào bằng cái cách là lên cái trang web, là cái kiểu là trưng cầu dân ý, rồi phải điền các cái thông tin các thứ. Thì cái việc mà điền các cái thông tin đó cũng đồng nghĩa với cái việc mà đồng ý gia nhập luôn, bởi vì có cái sơ yếu lý lịch, rồi có những cái đơn, và những cái đơn đó thì thể hiện rất là rõ là mình đồng ý các tôn chỉ, mục đích các thứ này kia cái nọ, là những cái điều đó là toàn là chứng cứ hết. Và ông Khánh này thì cũng được cho rằng đã truy cập vào các mạng đó để mà tìm hiểu các cái thông tin về cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Sau khi mà được ông Trung trực tiếp nói chuyện đó để mà giới thiệu về cái tổ chức này, về tôn chỉ, mục đích, về các cái phương hướng hoạt động, các thứ này kia cái nọ, thì ông Khánh đã nhận thức được và đã hiểu rõ được các cái vấn đề đó và đã làm đơn để mà xin gia nhập. Đến đầu năm 2019 thì ông Khánh đã truy cập vào các cái trang web đó và thực hiện các cái việc mà trưng cầu dân ý để mà bầu ông Đào Minh Quân làm tổng thống của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và cũng được cấp cái ID, rồi cũng được cấp bí số, và Khánh là còn có công nữa là đã tạo ra, hay nói đúng hơn là còn lôi kéo được một cái trường hợp tham gia vào cái việc mà trưng cầu dân ý để mà cho cái tổ chức này. Thì ở trong cái bản án cũng có xác định là trong cái hồ sơ của vụ án thì có các cái bản gọi là kết luận giám định của cái phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh Lâm Đồng, thì xác định là các cái tài liệu nêu trên đó có chữ viết và chữ ký của ba bị cáo, tức là trong các cái đơn từ các cái giấy tờ mà gửi đi lên cái trang đó đó để mà xin gia nhập các thứ này kia cái nọ đó, thì đều có cái chữ viết và chữ ký. Chúng ta không biết cái thủ tục nó như thế nào mà tự nhiên là nó lại có đầy đủ hết đó. Và cơ quan an ninh điều tra cũng đã thu giữ được 22 tờ tiền đô la, chủ yếu là mệnh giá 100 Mỹ kim, và còn lại là 10 và 2 coi như là 10 đô và 2 đô, tổng cộng là 1.541 Mỹ kim. Thì cái cờ vàng ba sọc đỏ, các cái hồ sơ lý lịch có dán thẻ, nhiều máy tính USB, điện thoại, và đơn gia nhập và kêu gọi đồng bào gia nhập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đơn xin tài trợ xây nhà nữa, rồi nhiều cái loại giấy tờ khác nữa. Thì liên quan đến ba cái đối tượng này thì đặc biệt có một quyển vở học sinh á, sổ tay và nhiều giấy tờ ghi thông tin của một số người khác. Thì những cái thân người khác đó là những người nào thì chúng ta không có biết, nhưng mà rõ ràng trong cái vụ án này chỉ đem ra xét xử có ba người thôi. Thì tại phiên tòa thì ông bà Trần Thị Khánh á, với ông bà Trần Thị Ánh Hoa và ông Đặng Quang Khánh thì khai rằng là do thiếu hiểu biết. Thì thật ra một cái người làm lao công, một người làm bảo vệ cho cái khách sạn thì đúng ra là cũng không học nhiều rồi, và thiếu những cái thông tin chính thống, và đã nghe theo những cái lời xuyên tạc và coi như là đã không có biết. Nói chung là họ nói rằng họ kém những cái thông tin cho đó có tham gia vào cái tổ chức này, và có lẽ vì cái việc mà
không có hiểu biết cho nó nhận thức kém cho nên là mới nhận được cái bản án có lẽ là 6 năm. Chứ thật ra thường đối với những cái khoản hai như thế này đó thì có lẽ là nhiều khi người ta xử tội nó nặng hơn chứ không phải là dừng lại ở đó. Và coi như đó cái bản án cũng xác định rằng là cả ba người này lúc mà phạm tội thì cũng đã tích cực tuyên truyền những cái nội dung về xuyên tạc lịch sử hoặc là nói xấu về các cái lãnh đạo hoặc là nói xấu về nhà nước, nó xuyên tạc về lãnh tụ, rồi bên cạnh đó thì ca ngợi cái tổ chức của ông Đào Minh Quân hay là cá nhân của ông Đào Minh Quân, rồi lôi kéo những người khác vào tham gia vào các tổ chức đó. Thì trong cái vụ việc này đó thì có một cái đối tượng nữa, đó là ông Đặng Hoàng Hùng. Cái người này là được xác định rằng đã tham gia vào cái tổ chức của ông Đào Minh Quân rồi, cũng do chính ông Đặng Toàn Trung, cái người mà lớn tuổi nhất đó, cái người gọi là cầm đầu trong cái vụ việc này, cái người mà có lẽ là rủ rê những người khác đó, là cũng ông Trung đã lôi kéo. Nhưng mà cũng đã được cấp các cái bí số rồi, cũng được cấp ID rồi, cũng có tham gia vào phòng họp 7-8 lần rồi nữa. Nhưng mà khi mà phát hiện ra cái vụ việc này, thì ông Đặng Hoàng Hùng, tức là cái người bị lôi kéo này đó, đã coi như là đã coi như là đã thành khẩn khai báo theo cái kiểu là họp ba tác rất là chặt chẽ đối với cái cơ quan điều tra và thừa nhận toàn bộ những hành vi nói chung là sai phạm của mình theo cái kiểu là tự nguyện viết đơn từ bỏ các cái tổ chức gọi là phản động hay là khủng bố này hay là tổ chức ông Đào Minh Quân này. Và xét thấy là hành vi đó nó xuất phát từ cái việc là bị rủ rê, bị lôi kéo, thì tòa án đã coi như là ở phía bên cơ quan mà điều tra đó, họ đã không tiếp tục để mà gọi là không có đủ yếu tố để mà cấu thành tội danh, theo cái kiểu là người ta không có truy tố người này. Thì đây là chúng ta thấy nó cũng khá là bất ngờ. Thì đó là cái việc mà luật pháp giải thích rằng là cái tạo cái đường cho những cái người họ quay lại, theo cái kiểu là cái người này nhận thức về chính trị hay là những vấn đề pháp luật nó yếu kém rồi. Đồng thời đó thì Hùng tham gia là do được Trung hứa hẹn là cái tổ chức này sẽ cấp nhà ở hoặc là để tạo việc làm, và chứ không nhằm cái mục đích để mà lật đổ chính quyền nhân dân, không có mục đích là lật đổ chế độ cộng sản. Tức nghĩa là khi mà tham gia đi là tham gia vào cái tổ chức này thì cái chính phủ đó họ sẽ cho nhà hoặc là họ sẽ tạo điều kiện giới thiệu cho việc làm này kia, họ phải làm cái đơn để cứu xét nhà, giúp đỡ tài trợ gì đó, thì họ có. Đó là cái lời khai của phía bên ông Hùng, và ông Hùng đó đã thành khẩn khai báo. Và ở phía bên cơ quan coi như là cơ quan luật pháp của Việt Nam á, người ta đã không đem ra để mà truy tố. Do đó là ở tại phiên tòa chúng ta thấy chỉ có ba người, mà lẽ là phải bốn người á thì chỉ có ba người thôi, còn cái ông này là hoàn toàn là miễn tố. Thì chúng ta thấy là cái việc á mà gần đây đó rất là nhiều người bị liên quan tới cái tội gọi là mà gia nhập vào cái tổ chức chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam lâm thời đó mà bị tù tội. Thí dụ như trong cái tháng 4, vào ngày 25 tháng 4 vừa qua đó, chúng ta thấy là cơ quan an ninh của tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ ông Lê Ngọc Thành. Tức là theo báo chí đăng thì ông Lê Ngọc Thành 48 tuổi là ngụ tại thành phố Long Xuyên về cái tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Truyền thông đã thông báo rằng là ông ta đã tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân tại Mỹ vào tháng 11 năm 2019. Và cái tổ chức này là tổ chức bị Việt Nam xếp vào cái danh sách gọi là khủng bố. Do đó ông Thành bị cáo buộc là đã tham gia và đã trưng cầu dân ý để mà đồng ý cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống của Đệ tham Việt Nam Cộng Hòa. Thì những cái điều này á, và trước đó nữa thì chúng ta thấy là có cái việc mà những cái bị cáo mà gây ra các cái vụ nổ ở tỉnh Bình Dương đó mà liên quan đến một cái người mà mang tên là Lisa Phạm ở nước ngoài nữa, thì những cái vụ việc đó cũng đã bị xét xử rồi, và những cái người mà phạm tội đó cũng đã nhận rất là nhiều năm tù, và cái vụ việc đó cho rằng có liên quan đến cái tổ chức ông Đào Minh Quân. Thấy có điều đặt kích nổ ở cái phòng thuế rồi
nó nổ banh một cái phần, một cái mảng tường của cái nhà tắm ở trên cái trụ sở thuế đó. Thì chúng ta trở lại một chút về cái điều luật của cái điều 109. Thì cái điều 109 của cái bộ luật hình sự là nói về cái tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì cái tội này quy định rất là rõ, tức là người nào hoạt động thành lập hoặc là tham gia tổ chức thành nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau, tức là người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc là gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thì đối với cái tội danh này chúng ta thấy rõ ràng người ta ghi rất là rõ là cái người nào hoạt động nhằm, tức là người nào hoạt động thành lập hoặc là tham gia tổ chức, tức nghĩa là người nào hoạt động thành lập hoặc là tham gia, tức là khi mà người ta thành lập một cái tổ chức thì mình là cái người mà xúc tiến hay kiểu nào viết đơn viết từ hoặc là mình viết những cái cương lĩnh hoặc là những cái điều lệ hoặc là mình rủ người này người kia các thứ này kia cái nọ đó để mà tiến hành cho cái việc thành lập đó, hai ba người, năm bảy người rồi rủ rê với nhau và tác động với nhau. Và bây giờ gọi chúng ta gom lại đi để thành lập một cái tổ chức như thế này, và cái tổ chức đó ra làm sao này kia, là phân công người nào làm gì, phân công làm cái làm kia. Thì những cái hoạt động rủ rê đó hoạt động là sắp xếp hoặc là ngay cả mình đặt bút mình viết về những cái cương lĩnh này kia các thứ này kia nọ đó là người ta nói là hoạt động thành lập. Còn đối với cái việc mà tham gia tổ chức, tức nghĩa là người ta đã có một cái tổ chức rồi và cái tổ chức đó đó nó đã đầy đủ các cái bộ ban rồi, có đầy đủ các cái cương lĩnh, có đầy đủ các thứ rồi. Bây giờ mình chỉ cần viết đơn mình tham gia thôi, hoặc là người ta làm một cái lễ kết nạp gì đó cho mình thôi, mình tuyên thệ mình gia nhập, mình đứng dưới lá cờ vẻ vang gì đó, hay là đứng trung thành với cái tổ chức của họ các thứ này kia cái nọ, thì mình đã được coi như là đã tham gia vào. Ngay cả cái việc mà có làm lễ kết nạp hay không làm cái kết nạp, hay có cái quyết định công nhận hay không công nhận gì nữa cũng là cái việc tham gia. Mặc dù người ta rủ mà ơi vô tổ chức này nha, cái tổ chức này đây, cái hội kín, cái tổ chức này là hoạt động để mà lật đổ cái chính quyền đó, lật đổ cái nhà nước cộng sản, hay là lật đổ cái nhà nước của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bây giờ người ta rủ mình đi vào thì nó đã có sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ ok vậy là tôi đi vào, chỉ cần mình gật đầu thôi, chỉ cần mình nói miệng thôi, thì nó vẫn bị coi giống như là đã có tội. Thì cho nên là đấy là đó là một cái vấn đề mà nó rất là nặng nề chứ không phải là nhẹ. Bởi vì người ta nói đây là cái tội nó mang tính chất hình thức nhiều hơn. Thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta thấy là ba người này bị vào cái mức án á, nó rất là vô lý. Theo cái kiểu là gia nhập vào cái tổ chức đó. Tức là người ta đã có cái tổ chức rồi, mình không hiểu biết gì hết, mình không có rành rẽ gì hết. Mà cái tổ chức đó là tổ chức hoạt động nhằm lật đổ, mà bây giờ trong bản án cũng xác định rất là rõ là ba người này đều biết cái mục đích của cái tổ chức này là giành lại đất đổ, không làm khổ dân và giải thể chế độ cộng sản hay đập đổ chế độ cộng sản. Do đó và cũng biết được rằng cái tổ chức này đã bị cái Bộ Công an của Việt Nam đưa vào cái danh sách gọi là tổ chức khủng bố. Nhưng mà đây ở đây này chúng ta thấy có khác một cái điểm so với cái vụ án của ông Châu Văn Khảm. Cái vụ ông Châu Văn Khảm cũng là một cái thành viên của một cái tổ chức mà bị Việt Nam xác định là cái tổ chức khủng bố, đó là tổ chức Việt Tân. Tuy nhiên trong cái vụ án của ông Châu Văn Khảm đó thì ở phía bên cơ quan công an của Việt Nam đem ra xét xử về cái tội gọi là khủng bố. Tức là tổ chức đó là tổ chức khủng bố và anh là thành viên của cái tổ chức đó. Anh có các hoạt động khác để mà rủ rê hoặc là lôi kéo những người khác gia nhập vào cái tổ chức như thế. Thì người ta kết luận đó là hoạt động khủng bố luôn, chứ còn không có cần phải làm như là cái tội này. Tội này là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì giữa hai cái tội này nó có những cái điểm giống và khác nhau. Tuy nhiên thì ở mức độ của cái tội điều 109 này đó, tức là hoạt động nhằm hoạt động thành lập hoặc là tham gia tổ chức đó, thì nó rõ ràng là nó nặng về cái vấn đề mà mình chuẩn bị để mà thành lập hơn, hoặc là mình gia nhập vào cái tổ chức thì nó nhiều hơn.
Và rõ ràng là chúng ta thấy là đối với những cái tổ chức như ông Đào Minh Quân hay là tổ chức gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà một khi một cái cá nhân nào đó xin gia nhập vào thì vẫn rất có thể là ở phía bên công an Việt Nam họ sẽ truy tố kể một tội này hoặc là cái tội kia cũng được. Tội điều 113 là về cái tội khủng bố, hoặc là cái tội điều 109 là cái tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nó rất là nguy hiểm. Và những cái tội này ngay tại khoản 1 thì chúng ta thấy là người tổ chức, là người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc là gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân và tử hình. Tức là ngay cái khoản 1 của nó đã rất là nặng. Cái khởi điểm của nó đã 12 năm rồi. Người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực. Hoạt động đắc lực là cái việc mà xác định một người đó rủ rê những người khác, hoặc là tích cực hoạt động theo cái kiểu là hết mình cho cái tổ chức đó, hết mình cho cái hội đó, thì người ta vẫn xác định đó là cái người gọi là hoạt động đắc lực. Và hoặc là hoạt động không đắc lực, hoạt động chỉ mới một lần, hai lần, ba lần nhưng mà gây ra cái hậu quả nghiêm trọng chẳng hạn. Giống như trong cái trường hợp mà những người tham gia vào cái tổ chức này rồi đặt bom ở trong cái chỗ gọi là viện cái thuế đó của tỉnh Bình Dương, và nổ ra một cái tiếng nổ gây cái tiếng vang như thế và làm hư một cái bức tường chẳng hạn, hoặc là đặt một cái chất nổ ở đâu, hoặc là xảy ra một cái việc gì đó, thì hàng loạt những cái vấn đề đó người ta đánh giá rằng cái hậu quả của nó là hết sức nghiêm trọng thì có thể là bị phạt vào cái điểm 2 cái khoản 1. Tuy nhiên thì đối với ba cái người này thì đa phần là bị khởi tố và truy tố ở cái khoản 2, đó là người đồng phạm khác. Và trong cái trường hợp mà gọi là người đồng phạm khác thì chỉ phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Và có lẽ là do những cái tình tiết nhận định của cái bản án nói rằng những người này là thiếu kiến thức về pháp luật, không có hiểu biết, không có rõ những cái thông tin về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân, do đó có một cái sự tham gia, cho nên tòa án đã cân nhắc, cũng như là do với cái số tuổi của những người này cũng đã lớn rồi, theo kiểu 67 tuổi rồi, 60 mấy tuổi hết, do đó là chỉ đem ra xét xử và 6 năm 7 năm tù giam thôi. Và những cái điều này tòa án cũng nói là để mà răn đe cho những người khác theo cái kiểu là hiểu biết hơn. Và những cái cá nhân nào đó mà chỉ cần tham gia vào cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời theo các cái hình thức là ở trên trang mạng xã hội đó, cái tổ chức này nó đã có những cái thông tin liên quan về vấn đề mà như là đưa ra là trưng cầu dân ý, hoặc là để mà có những cái đơn từ này kia các thứ đó, thì mình đem về đó mình viết vào, hoặc là mình đem vào mình khảo sát gì đó theo cái kiểu là bầu cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam các thứ, thì tất cả những điều đó được cho rằng đã gia nhập vào cái tổ chức. Và theo cái định nghĩa của phía tổ chức Đào Minh Quân cũng như thế, tức nghĩa là anh đi vào và anh bỏ phiếu và anh đồng ý những cái điều này điều kia, là cái đó là hình thức gia nhập rồi, không cần phải gửi đơn trực tiếp lên qua bưu điện, hoặc là không cần làm này kia nọ, người ta vẫn tính là như thế. Thì chính vì cái điều này chúng ta thấy là nó rất là nặng. Một cái tội danh nằm trong cái chương gọi là hoạt động nhằm lật gọi là xâm phạm an ninh quốc gia, tức là một cái tội giống như là cái tội gọi là chính trị. Và với cái tội như thế này đó thì gần như không có được giảm án. Chúng ta thấy là mỗi lần mỗi năm mà có những cái cuộc ân xá hay đặc xá, những cái lần mà xét giảm án các thứ này kia nọ, thì các cái tội nằm trong cái chương này á thì không bao giờ được xét hết, và đa phần là phải chấp hành đầy đủ. Chỉ những cái trường hợp rất là đặc biệt kìa mới có thể là được xét theo cái kiểu rất đặc biệt, chứ gần như là phải chung đủ hết. Và về mặt lý lịch, về mặt đánh giá đó, nó cũng có một cái nhìn khác đi. Cả cái việc mà tố tụng trong cái vấn đề hình sự đó nó cũng khác nữa, theo kiểu mà đến thăm nom hoặc là tiếp cận luật sư ngay từ đầu hay là cái nào nó cũng khác đi, và cái cách điều tra có thể kéo dài hơn nữa. Thì nói chung là vì vấn đề an ninh quốc gia, về vấn đề mà nó nói là về cái việc mà bảo vệ cho cái sự an toàn của lãnh thổ, an toàn về cái an ninh đó của cái đất nước đó, nó rất là quan trọng. Chính vì cái điều đó mà những cái tội danh này đó là thường bị người ta nhìn với cặp mắt rất là khác. Thế thì chỉ là hoạt động hội kín, hoạt động chính trị, là hoạt động coi như là quốc sự, mà làm quốc sự, mà làm cái kiểu để mà chống chính quyền, bởi nghe cái tội danh không có hát hồn, cái kiểu mà hoạt động nhằm lật đổ chính nhân dân. Thật ra thì những người này họ không có cái
thấy cái kiểu là nhiều người ở bên ngoài thì họ binh vực hoặc là họ đánh giá rằng những cái người đàn bà đàn ông là lớn tuổi như thế này, tay không có một sắt thép nào, không có một cây súng gì, ba người này thì làm gì mà lật đổ được chính quyền nhân dân mà bắt họ tội đó. Nhưng mà người ta nói là ba người này không có, nhưng mà cái tổ kia họ phô thương các cái thanh thế như thế, và người ta nói rằng người ta cương lĩnh có cái hành động và họ muốn lôi kéo những cái người bao nhiêu dân Việt Nam là đồng ý với vấn đề kia mà đi gia nhập vào, mà muốn mở rộng những cái mạng lưới để nhằm cái mục đích để mà lật đổ. Cho nên là mình một phần cá nhỏ thôi, một phần rất là cá biệt thôi, một cái hạt, nhưng mà mình gia nhập vào thì người ta vẫn tính mình là cái tội giống như một tổ chức đó. Nó là cái điều mà nó rất là nặng nề, nó không phải là vấn đề mà đùa giỡn được, nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta có thể nói là thì mình cứ nói đại là nó không phải là cái tội coi như là lật đổ những người đó, không có sức hết, không có cái sức mạnh để mà lật đổ, thì mình nói là cái vấn đề của mình, nhưng mà người ta có nghe không, tòa án có chấp nhận hay không, và cái phía luật pháp của Việt Nam họ định nghĩa về cái điều đó như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Và những người ở trong Việt Nam nhiều khi không có hiểu về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân ở bên ngoài, chứ ai những người mà ở bên Mỹ thì họ rất là rành rồi, nói chung là họ cũng biết được rằng cái tổ chức đó nó cũng không phải là cái vấn đề gì mà giống như là người ta phô trương thanh thế hoặc là người ta muốn quảng cáo và người ta nói những cái điều này điều kia. Có những cái điều mà chúng ta thấy rất là buồn cười khi mà ông Đào Minh Quân nói là được Liên Hiệp Quốc công nhận hay là được các nước châu Âu như thế này như thế kia, rồi những cái điều mà họ nói ra không, mình thấy nó đã là vô lý rồi, nhưng mà vẫn có người tin ở trong Việt Nam đó, chúng ta thấy rất là lạ. Và cái sự mà mình tin đó, rồi nhiều khi mình đi theo, thậm chí là có những cái người mà nằm ở trong các cái tôn giáo nữa kìa, những cái lãnh đạo tinh thần của những cái tôn giáo là những cái cá nhân như là những cái linh mục chẳng hạn. Chúng tôi cũng chưa có muốn nói tên ở đây, nhưng mà rõ ràng là nhiều khi còn nói là tôi ủng hộ cho cái chính phủ Đào Minh Quân và còn kêu gọi giáo dân ủng hộ Đào Minh Quân nữa, rất là lạ. Và cái điều đó đó chúng ta mới thấy được rằng đó, cái mặt bằng á, theo kiểu mình nói là dân trí thì mình không dám nói, nhưng mà rõ ràng là nó cái người dân rất là đa dạng, và cái sự mà đi quảng bá ra bên ngoài đó với những cái lời mà họ nói ngon ngọt hay là những cái lời mà họ dùng rất là nhiều các cái lẽ để mà truyền bá đó, thì vẫn có thể người này không tin nhưng mà người khác họ tin, vẫn có 100 người họ không tin, vẫn có một người họ tin. Và nếu mà một người mà họ kém hiểu biết, họ không tin như thế này như thế kia đó, thì cũng có thể bị thiệt thòi, cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì chúng ta bây giờ nhìn lại đi, bao nhiêu người liên quan đến cái vụ án mà của cái tổ chức gọi là ông Đào Minh Quân, và sau đó thì đã được giải quyết như thế nào rồi, cái tổ chức này đã cứu họ ra làm sao, từ cái bà Angel Fan trước kia là cái người Mỹ đó ở San Diego đi về Việt Nam rồi sau đó bị cái bản án hơn 10 năm tù, và đến hôm nay thì như thế nào, hình như là 14 năm tù. Và sau đó là trường hợp của ông Dương Nhân Thả, ông Dương Nhân Thả rất là trung thành, ông Dương Nhân Thả là tôn sùng ông Đào Minh Quân và còn nói là đó là cái chính phủ quốc gia Việt Nam này kia nọ rồi đệ tam rồi đủ thứ chuyện hết, thậm chí là ông ta còn gọi là tuyên bố tử thủ và giữ luôn các cái con cháu ở trong nhà đó này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng cái trường hợp của ông Dương Nhân Thả thì sao? Con cháu của ông ta bây giờ được như thế nào? Tổ chức này có đủ cái sức mạnh để mà cứu giúp họ hay không? Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là càng lúc đó, ở phía bên luật pháp của Việt Nam đó, họ nói là họ có những cái luật pháp rồi, họ có những cái điều luật họ quy định sẵn như thế rồi. Và những cái tổ chức này người ta đã đưa vào cái danh sách luôn rồi, đó là tổ chức gọi là hoạt động khủng bố. Và nếu như mà những người dân họ đã thông báo rõ ràng rồi, những người dân nào mà ở trong Việt Nam mà tham gia vào các tổ chức đó thì sẽ bị tội. Và 2 năm rồi họ đang xử rất là nhiều, có thể nói là cứ lâu lâu có một vài người, lâu lâu có một vài người, và những người đó thậm chí là như trong vụ này 3 người, chúng ta thấy là 2 người, một người thì không có nghe nói là cái học cũng lớp 12 thôi, những người nào học chỉ lớp 12 và cũng đi làm lao công và đi làm những cái công việc bình thường thôi. Nói chung là họ đó họ kém hiểu biết thì nhiều hơn, nói kiểu là những cái thông tin họ không có đối chiếu được. Và bây giờ ở Việt Nam họ nói là họ sẵn sàng bắt hết, chỉ cần tham gia và họ bắt và họ sẵn sàng là họ đập thẳng ở trong trứng luôn, tức nghĩa là có manh nha đi vào các tổ chức đó
và có đủ các cái chứng cứ là giống như cái vụ này họ nói là có đủ chứng cứ là có cái kết luận giám định và những cái kết luận giám định đó nói rằng có cái chữ ký chữ viết và có những cái đơn thư gọi là gửi lên để mà xin gia nhập và có những cái cuộc họp kín nữa, thì những cái cuộc họp kín là chúng ta không biết là cái hồ sơ giám định nó ra làm sao. Tuy nhiên thì hoặc là những cái người gọi là bị cáo này đó, họ ra họ khai tại tòa là họ đồng ý, họ họ thừa nhận là họ có làm những cái việc đó, thì tất cả những cái điều đó nó thuộc về chứng cứ và nó xác định rằng đã tham gia vào cái tổ chức, và chỉ cần tham gia vào tổ chức là đủ rồi, bởi vì cái tội danh của nó đó là người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức, tức là chỉ cần hoạt động tham gia cũng được bị, hoặc mà gọi đó là hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức, tức là thành lập cũng đã bị hoặc là mình tham gia thì mình cũng bị, thì đó là những cái tội mà rất là nặng, nó rất là tiếc. Nói chung là mình không có nên để mà bị vướng vào những cái tội danh như thế này, nó rất là nặng. Mà nó ảnh hưởng tới cái lý lịch cho con cháu, ảnh hưởng về cái gia đình đó, nó rất là xấu, chứ nó không có, nó không phải là xấu theo cái định nghĩa của phía bên Việt Nam. Bởi vì những cái người mà con cháu chẳng hạn sau này đi xin việc làm, đi làm cái này kia cái nọ mà xác định được là ông bà cha mẹ gì đó mà có tham gia hoạt động gọi là chống chính quyền các thứ này kia cái nọ, thì những người con hoặc là người cháu có thể bị ảnh hưởng. Do đó là cái điều mà ở phía bên Việt Nam họ đánh giá là những cái gia đình như thế là không có tốt, theo cái kiểu là xấu, là xấu như thế. Và đối với bản thân của từng người thì nếu như mà mình làm được cái việc gì đó mà theo cái lý tưởng, theo cái này cái kia để mà cho xã hội nó tốt hơn này kia nọ, thì nó có nhiều cách để mà mình làm. Chứ còn mình không có nắm bắt chắc đó mà nghe những cái lời này lời nọ đó để rồi không có thiếu cái kiểm chứng, và mình vì thiếu hiểu biết mà mình bị cái sự mà thiệt thòi đó, thì cái điều đó rất là đáng tiếc. Cho nên là không nên chết, không nên bị khó khăn vì vấn đề thiếu hiểu biết. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, và sẽ trở lại cái vấn đề này trong một cái chương trình khác.